Thôi.
Xin chào cả nhà nhá, chào 500 anh em, chào tất cả anh em. Cả nhà chia sẻ video về Tường nào. Trận chung đây là trận bán kết 1, còn trận bán kết 2 là giữa Duy Thái Lai gặp Thảo Ma Bư. Cả nhà chia sẻ video về Tường để cổ vũ cho hai cầu thủ trong trận bán kết giải vô địch quốc gia. Cả nhà chia sẻ video nào, đang khởi động là cầu thủ Thế Hiển. Đang khởi động là cầu thủ Thế Hiển. Xin chào tất cả anh em nhá. Tôi sẽ đi vào trực tiếp cả hai trận bán kết 1 và bán kết 2 cùng một lúc trên page Hợp Cơ Binat, là trận giữa Thế Hiển. Thế Hiển gặp Phan Hoàng, còn trên cái kênh Đinh Quang Hợp thì là trận anh Thảo Ma Bư gặp Duy Thái Lan. Vâng. Khoảng 500, 4500. Cũng thế, cũng 3-4G. À đấy. Cho luôn. Đâu rồi? Không, em định cho to thêm một tí nữa. Kệ, cho xem mỗi cái bàn thôi.
Chào tất cả anh em nhá. Anh em chia sẻ video về tường đi, trận bán kết giải vô địch quốc gia thôi. Cả nhà cùng chia sẻ video về tường đi. Trên trận bán kết 2 thì anh mặc áo trắng này, anh Duy Thái Lai. Thái Lai đang khởi động. Còn trên trận bán kết 1 thì anh Hoàng Sún cũng đang, Phan Hoàng cũng đang khởi động. Thiên Phan Thiên, Sếu bị loại từ lâu rồi anh. Đó, con hỏi Sếu, đùa anh. Đang khởi động là anh Phan Hoàng. Tuấn Nguyễn Hưng Yên thì có mỗi anh Hiếu Nhãn Nồng thôi, nhưng mà anh ấy loại từ vòng gửi xe rồi. Trần Khải Quang Khải và Thái Duy vào bán kết rồi. Trận đấy tôi đang livestream trên Facebook Đinh Quang Hợp. Xe Nong trên Facebook Đinh Quang Hợp đang livestream trận của Duy Thái Lai gặp Hoàng anh Thảo Ma Bư. Cả nhà chia sẻ video đây để cổ vũ cho các cơ thủ trong trận bán kết này nào. Nguyễn Việt Linh chuẩn rồi, Hà Nội thì còn mỗi Ma Hiển Tiger thôi. Hy vọng là con hổ này sẽ là con hổ, đừng là con mèo được.
Vừa đấy bị ăn nhiệt vã mà. Nam. Bị ăn nhiệt có phải Linh đâu. À. Nguyễn Việt Linh đúng rồi, đây là anh Hoàng Sún đấy. Chuẩn rồi đấy. Cả nhà Yves, Yves xong chưa nào để chuẩn bị vào trận đấu nào. Cả nhà chia sẻ video đây. Cả nhà chia sẻ video ấy. Trên Facebook Đinh Quang Hợp là trận của anh Thảo Ma Bư gặp Duy Thái Lai. Còn trên page Hợp Cơ Vinat Thế Hiền gặp anh Phan Hoàng. Anh Lê Quang Trung về chưa anh? Ô, Lê Quang Trung đi hai môn đó. Ok. Vãi. Ôi rồi, cả 10 vị. Em tưởng một môn. Em lại cứ tưởng là mỗi 9 vị thôi. À, Nguyễn Việt Linh Thế Hiển à Khánh 4 Thế Hiển của tỉnh Hà Nội nhá. Vâng vâng, ok anh Lê Quang Trung của anh Nam bảo em à. Quên mất em tưởng anh đánh mỗi 9 bóng. Tình hình là các cầu thủ khởi động hơi lâu. Phang thì phang luôn. Tần Mạnh Phùng đúng rồi, vì tôi cầm hai mic cùng lúc, thỉnh thoảng cái mic nó bị xa ra một tí thì nó bị kêu bé. Tôi đang livestream cùng lúc trên hai cái Facebook khác nhau mà hai trận bán kết đầy đủ cho anh em theo dõi. Trên Facebook Đinh Quang Hợp là trận anh Thảo Ma Bư gặp Duy Thái Lai, còn trên page Hợp Cơ Vinat là Thế Hiển gặp Phan Hoàng. Vâng, trận cấu của Thế Hiển Phan Hoàng bắt đầu. Cả nhà bão lai chia sẻ để cổ vũ hai cầu thủ ấy. Đi biết đại ca ra làm tí. Cả nhà bảo lại đi.
Như vậy thì ván đấu đầu tiên Thế Hiển phá bóng. Và bên bàn Duy Thái Nai thì Duy Thái Nai phá bóng. Nguyễn Trung Đức xéo bị xào xả ớt lâu giờ hãng còn hỏi xéo. Cả nhà chia sẻ video đây, trận bán kết hay như này mà sao ít người xem thế nhỉ? Đùa. Chào Thuyên Ké nhá, chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em. Nguyễn Quang Huy vào thể cổ vũ cho ở bên kênh Hợp Cơ Vinat đấy. Pet của trận Thế Hiển gặp Phan Hoàng. Vâng, như vậy là thấy trận bên anh Duy Thái Lai đã bắt đầu rồi. Em phát rồi đấy, anh Béo ơi. Em phát rồi đấy. Em phát cả cái này cơ mà. Nó biết cái này tìm kiếm như nào. Xin chào tất cả anh em nhé. Tôi đang live vào trực tiếp trên hai kênh khác nhau. Cả hai trận bán kết. Anh em thích ai thì hãy xem một kênh đấy.
Vâng, anh Phan Hoàng thì đang có cơ hội, đang thực hiện cú A băng. Không dụng, như vậy là đứng cửa lỗ rồi, cơ hội cho Thế Hiền. Còn trên bàn anh Thảo Ma Bư thì anh Thảo Ma Bư đang có cơ hội dọn bàn. Còn những mấy bi rất thoáng thôi. Thế Hiển đang có cơ hội dọn bàn. Tốt, điều được 3 rồi, điều 2 ra 3 rồi. Chỉ còn 6 bóng thôi, thế bi rất thoáng và thế bi mở thôi. Liệu Thế Hiền có dứt điểm được không? Rồi, như vậy Thế Hiền điều được con bi số 5 rồi. Chào Loan Bùi, chào tất cả anh em. Còn 5 bóng trên bàn, cơ hội cho Thế Hiển. Được hơn 20 người xem rồi, anh em chia sẻ mạnh video đi. Hay quá. Trời, một pha đánh rất dũng mãnh của anh Thế Hiển. Ra hình đẹp rồi. Thế Hiển đang đánh rất tự tin. Chỉ còn 2 bóng thôi. Tốt. Còn 1 bóng 9 thôi. Ồ, ra thế ngang trái cuộc tình rồi. Nhưng tôi nghĩ với trình độ và đẳng cấp thì anh Thế Hiển cũng không có gì khó khăn cả của con 9 này. Lỗ 10 to ngoác như cái bát rồi. Quá tốt, tỷ số được mở bát 1-0 cho Thế Hiển. 1-0 cho Thế Hiển cả nhà nhá. Thu Thảo tứ kết An Nhiệt thua nhá bạn nhá. An Nhiệt thua rồi anh em ơi. Bây giờ đừng có hỏi An Nhiệt ở đây nữa. Đây là hai trận bán kết rồi.
Bàn đấu tiếp theo thì anh Phan Hoàng là người phá bóng. Trần Phóng, Tùng Hải Dương thì bị loại từ lâu rồi, giờ đừng hỏi ở bán kết này nữa. Ở bên bàn anh Duy Thái Nai thì anh Duy Thái Nai đã bị dẫn 1-0. Anh Thảo dẫn 1-0. Và trên bàn của Thế Hiển thì Thế Hiển dẫn 1-0. Hình ra rất thoáng, Thế Hiển hôm nay đánh rất tự tin. Chào Giang Giang Sang nhá, không biết tên của dân tộc nào đây. Sinh yêu sang à. Hay quá, Thế Hiển hôm nay đánh rất tự tin, còn 3 bóng thôi. Thế Bi thoáng đẹp thôi. Nguyễn Biển giải này đang tại nhà thi đấu tỉnh Bình Phước bạn nhé. Tốt rồi, chỉ còn 2 bóng thôi. Thế Hiển đang đánh rất tự tin. Linh Sagu cặp còn lại là anh Phương Thảo của Sài Gòn gặp Thái Duy. Rồi, quá đẹp mặt. Lắp đít rồi. Như vậy Thế Hiển nâng tỷ số lên 2-0. Cả nhà cho Thế Hiển thằng bão lai bão tim đây. Còn trên bàn của anh Phương Thảo thì anh Phương Thảo đang đứng trước cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Vì là Thế Bi thoáng. Bàn tiếp theo này thì Thế Hiển là người phá bóng. Hay quá nhỉ, anh Phương Thảo thực hiện một cú đục trồ rất tốt. Song Giang bị anh Phan Hoàng loại. Anh Thế Hiển hôm nay đánh rất tự tin. Quá hay, anh Phương Thảo đang đứng trước cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 rồi. Tình hình là bây giờ tất cả máy nóng quá anh em ạ. Tôi đang dùng 4 cái iPhone, một cái máy tính mà không tải rồi, sợ thật. Cái nhiệt độ nhà thi đấu này tôi cũng bó tay. Nhà thi đấu đã nóng rồi còn không có thông gió.
Quạt không có rồi. Thế hiện đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao tỷ số khi anh đang nắm quyền chủ động trong tay. Ô, tôi vừa ấy nhìn sang Thế Hiển, tôi quay sang thì đã thấy Thái Duy có cơ hội gỡ hòa hai đều. Tôi không hiểu là anh Phương Thảo anh đánh cái gì. Thái Phùng vòng 1 này lấy 16 người vào vòng 2 nhá em nhá. Tỷ số ở bên bàn Thái Duy được cân bằng 1 đều nhá cả nhà nhá. Trên bàn Thái Duy cân bằng 1 đều, còn trên bàn Thế Hiển thì Thế Hiển đang dẫn 2-0. Tôi đi vào cùng lúc hai trận. Trên Pet hợp cơ Vinat là trận của Phan Hoàng gặp Thế Hiển. Còn trên Facebook cá nhân Đinh Quang hợp thì anh Thảo Ma Bư gặp Huy Thái Lai. Ôi trời ơi, anh Thế Hiển a băng chết cái rồi. Cơ hội cho anh Phan Hoàng. Ồ, vừa lại là một pha phá bóng của anh Duy Thái Lai. Và anh phá rất mạnh mẽ và anh phá rất đẹp mắt. Thế bị thoáng đẹp nhưng mà lại không ăn con nào. Không, không cứ để đấy, lúc nào ngồi đến bây giờ hết cơ mà. Anh Duy Thái Lai đã săn bằng tỷ số 1 đều. Cả nhà chia sẻ thật mạnh video về tường cũng như tất cả các hội nhóm để cổ vũ cho các cơ thủ ấy. Mọi người cùng xem cổ vũ. Luân Nguyễn, đây là anh Phan Hoàng, không phải Hoàng Vãi Tè. Ôi trời ơi, bên bàn anh Phan Hoàng thì anh vừa rung ở phút thứ 50. Như vậy là anh đã để con bi 5 đứng cửa lỗ thôi.
Trời ơi, như vậy là cơ hội trao lại cho anh Thế Hiền. Cơ hội lớn cho anh Thế Hiền nâng tỷ số lên 3-0. Còn bên bàn của anh Duy Thái Lai thì anh đang đứng trước cơ hội lớn nâng tỷ số lên 2-1 khi Thế Vi thoáng. Vâng, anh vừa thực hiện một cú trô lết, anh trô đúng như một cái bô luôn. May mà ra 4 lỗ 10. Rất may cho anh Phan Hoàng là ra Thế Bi này bị nhọt ở đít. Không biết anh Thế Hiển này có thích ăn đặc sản hay không đây. Hay quá nhỉ. Ra 6-0. Như vậy là ra 6 nhưng vẫn ở vị trí khó rồi. Không biết là cái Thế Bi này thì anh Thế Hiển sẽ xử lý như thế nào. Trên bàn của anh Duy Thái này thì anh dọn còn có 4 bi nữa thôi. Thế Bi rất thoáng, cơ hội cho anh Duy Thái này rồi. Anh Vũ Nguyên, bàn kết hai là anh Thảo Ma Bư gặp Duy Thái này, đi vào trực tiếp trên Facebook cá nhân Đinh Quang Hợp. Thế Hiển chạy đạn thôi. Ôi trời ơi, Duy Thái Nai ơi, là Duy Thái Nai con trượt 7 rồi, nhiều 6, 7, 8 kiểu gì thế, ngon như óc chó rồi, Duy Thái Nai trượt 7. Tốt như vậy anh, trên bàn anh Phương Thảo đã điều được ăn 7 điều 8 đẹp như trong tranh rồi, chắc chắn là sẽ nâng tỷ số lên 2-1 rồi. Vâng, bàn của anh Phan Hoàng và Thế Hiền thì hai cầu thủ vẫn đang chạy đạn qua lại con bi số 6. Anh Thế Hiền đang tính đường chạy đạn rất khó khăn. Trên bàn còn 6, 7, 8, 9. Thành Nam, hai trận bán kết đang diễn ra cùng lúc và tôi đang đi vào trên hai Facebook cùng lúc, trên Facebook Đinh Quang Hợp cá nhân là trận bán kết hai giữa anh Duy Thái Nai gặp Thảo Ma Bư, và anh Thảo Ma Bư vừa nâng tỷ số lên 2-1. Còn trên page Hợp Cơ Vinat thì Thế Hiển đang dẫn Phan Hoàng 2-0. Thank you.
Như vậy là Thế Hiển vẫn đang ngâm tôm con bi số 6. Anh vẫn chưa tính được đường chạy đạn. Rất kỹ lưỡng, rất cẩn thận. Vâng, sau một hồi ngắm thì anh Thế Hiển quyết định chuyền bóng cho đội bạn. Tôi biết ngay mà này, đánh qua đánh quanh thì kiểu gì cũng phải dẫm phải phân mà này. Chúng ta có thể thấy áp lực rất lớn đè nặng lên các cơ thủ và ở đây tất cả đều đang trình diễn màn múa xà beng chứ không phải cầm gậy nữa rồi, trình diễn màn múa xà beng. Vâng, anh Phan Hoàng vừa rồi có một pha điều như một cánh diều chưa từng có trong bia. Như vậy anh Phan Hoàng đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Một ván đấu có thể được coi là khá là căng thẳng, chạy đạn qua lại của hai cơ thủ. Du Chi Hoa à, em chịu rồi anh ơi, đang có 4-5 cái iPhone xài hết rồi. Anh Du Chi Hoa à, anh có gì anh cứ nói thẳng vào đây này, không phải ngại. Em đang đi vào cùng lúc hai kênh, thành ra là bình luận nó hơi chồng chéo, anh em thông cảm. Anh em thông cảm nhá, tôi đang bình luận một lúc hai mic của hai bàn. Tôi cứ quay bàn này một tí, quay bàn kia một tí, anh em thông cảm. Để cập nhật được luôn cho hai bên đang xem, tôi cũng cập nhật tỷ số với tình hình luôn của hai bàn. Anh Phương Thảo thì đang dẫn 2-1, còn bên bàn kia thì Thế Hiển cũng dẫn Phan Hoàng 2-1. Anh Du Chi Hoa anh cứ nói trực tiếp lên đây luôn anh ơi. Tô là cái gì anh? Anh nói thẳng tiếng Việt đi em, ngu tiếng Anh, anh ấy biết tiếng Anh như này nữa thì em chịu rồi. Vâng, hai chiếc máy là nóng như hòn than, sợ thật đấy. Ngại phải ngâm nước đã. Anh bên bản anh Duy Thái Lai anh đang có cơ hội để san bằng tỷ số. Vâng, anh Điều lại bị yếu sinh lý rồi, nam thanh niên to khỏe thế này mà lại yếu sinh lý. Hay quá nhỉ. Rồi, anh Duy Thái Lai vẫn ăn được con bi góc hẹp. Còn 3 bi trên bàn, cơ hội cho anh Duy Thái Lai san bằng tỷ số 2 đều. Có
Còn trên bàn của anh Phan Hoàng cũng đang có cơ hội để san bằng tỷ số 2 đều, khi trên bàn chỉ còn 6 bi thôi. 6 bi thoáng, không biết anh Phan Hoàng có giải quyết được không. Vâng, ở trên bàn anh Duy Thái này thì còn 2 bóng nữa thôi. Anh ơi, đừng động vào bàn anh ơi. Anh gì ạ? Anh ngồi ghế, đừng tung vào bàn. Vâng, còn một con bi 9 nữa thôi. Anh Duy Thái Nai có cơ hội để san bằng tỷ số. Và còn 4 bóng, anh Phan Hoàng dọn bàn còn 4 bóng. Vâng, trên bàn anh Duy Thái Nai thì anh san bằng tỷ số 2 đều. Sẽ bình luận hai bàn tí nữa lại chóng hết mặt, ngu hết người. Loạn, bị loạn binh pháp ấy. Anh em hiểu bị loạn binh pháp là như nào? Bị loạn này. Hai đều nhá, bàn Duy Thái Nai gỡ hòa tỷ số 2 đều. Trên bàn của anh Phan Hoàng thì anh Phan Hoàng dọn bàn còn 2 bóng 8 và 9. Còn bóng 8 và bóng 9. Còn một bóng 9 thôi. Anh Phan Hoàng dọn bàn còn một bóng 9. Rồi, như vậy là trên bàn anh Phan Hoàng cũng san bằng tỷ số 2 đều. Như vậy cả hai trận đấu, hai trận bán kết đều là tỷ số 2 đều. Như vậy là rất căng thẳng. Anh em phải hiểu cực kỳ căng thẳng. Ô vãi cả Trần Đỉnh. Trần Đỉnh sao lại xem được cùng lúc hai kênh ấy nhỉ? Với đấy Trần Đỉnh ở đây này đang xem này, kênh kia cũng Trần Đỉnh đang xem. Tài thật. Trên bàn của Thái Duy thì Thái Duy phá bóng chỉ còn bây giờ đang dọn còn 5 bóng thôi. Chào Sushi nhá, chào tất cả anh em. Chào Tuấn Trang, chào tất cả anh em. Duy Thái Lai dọn bàn còn 3 bóng 7-8-9. Du Chi Hoa thoải mái anh ơi, riêng anh thì ok. Anh em chia sẻ video đây, cả nhà chia sẻ video đây, cổ vũ cho các cầu thủ đây. Đâu Bùi Đức Sơn, anh đang quạt cái điện thoại cho nó nguội. Quạt cho anh đâu mà. Anh đang quạt cái điện thoại này cho nó nguội này, cái điện thoại này đang phát wifi này. Không có nóng quá sập mạng anh em lại đi xem tắt ao không. Như vậy là Duy Thái Nai đã nâng tỷ số lên 3-2 nhá cả nhà. Còn trên bàn kia tỷ số đang là 2 đều và Thế Hiển đang tính đường để dọn bàn.
Lê Hoàng, An Nhiệt sẽ đánh tiếp vòng tiếp theo vào tháng 6 nhá. Giờ hãng còn hỏi An Nhiệt thì tội ngạ ông. Duy Thái Nai đã nâng tỷ số lên 3-2 rồi. Còn trên bàn kia thì anh Thế Hiển đã trượt rồi. Cơ hội trao lại cho anh Phan Hoàng. Hiện tại thì nhà thi đấu rất nhiều ve sầu. Không hiểu ve sầu ở đâu đến kêu quá. Ô, chết. Ui, ui. Ô, như vậy là trên bàn kia anh Phan Hoàng đã trượt hai và cơ hội cho anh Thế Hiển. Con này anh chỉ cần bấm cho con hai phát là chết chín rồi. Đơn giản như mía lùi rồi, ngọt như mía lùi rồi. Cơ hội cho Thế Hiển nâng tỷ số lên 3-2. Rồi, bấm chô, tách phát là chết. Xong, sàng. Rồi, 3-2 cho Thế Hiển. Đức Cường, Hiển đánh gậy mộc nhé. Trên bàn của anh Thảo Ma Bư thì anh Thảo Ma Bư đang có cơ hội dọn bàn. Sang Đông sau chung kết thì chuẩn bị đánh luôn nha em nhá. Anh Thảo Ma Bư đang có cơ hội dọn bàn rồi. Mẹ ve sầu đâu kêu lắm thế. Đau hết đầu. Anh Thảo Ma Bư đang dọn bàn chỉ còn có 5 bóng thôi, rất là thoáng. Anh Thảo Ma Bư cũng là một cầu thủ rất cứng cựa. Anh này anh chỉ sợ mỗi Santa tóc xù thôi chứ anh cũng không sợ ai cả. Tỷ số cả hai bàn đều đang là 3-2 và đều nghiêng về đội trẻ, còn đội già đang bị dẫn điểm. Quá hay, vừa rồi Thế Hiển thực hiện chém con hai phải nói quá tuyệt vời luôn. Hai trận đấu đều đang cực kỳ căng thẳng. Cả nhà chia sẻ mạnh video đấy, sao ít người xem thế nhở? Như vậy là anh Thảo Ma Bư đã điều con 9 điều như một cánh diều luôn. Anh dứt điểm được không? Rồi, Bóp Phú bỏ chạy rồi. Cơ hội cho Duy Thái Lai rồi.
Thế Hiển đang có cơ hội nâng tỷ số lên 4-2. Như vậy là đội già đang bị yếu pin, đội trẻ thì đang xông lên rồi, thừa thắng xông lên rồi. Động tác tốt. 4-2 cho Duy Thái Lai. Bên kia Thế Hiển cũng đang có cơ hội dẫn lên 4-2. Đội trẻ đang áp đảo đội già. Đội trẻ đang áp đảo đội già rồi cả nhà. Như vậy là anh Thế Hiển đã nâng tỷ số lên 4-2. Cả hai trận đều tỷ số là 4-2 và đều nghiêng về đội trẻ. Quá hay. Hy vọng là sẽ có một trận chung kết của đội trẻ không? Thái Duy và Thế Hiển. Thế Hiển đang dẫn 4-2 và Duy Thái Lai cũng đang dẫn 4-2. Cả hai trận bán kết đều có tỷ số như nhau. Như vậy là Bình Phước hiện nay đang rất nhiều ve sầu. Anh em có thể nghe tiếng ve kêu, có nói là chối tai luôn. Alo. Có bạn ơi. Số 37, 37 cây chưa? Mưa rất to anh em ạ. Mưa rất to. Thế Hiển đã bắt đuôi rồi. Đuôi rất khó. Nguy ngập cho anh Phan Hoàng rồi. Rồi, trên bàn của anh Thảo Ma Bư thì anh Thảo Ma Bư đang có cơ hội dọn bàn. Còn 6 bóng trên bàn. Rất căng thẳng, cả hai trận đấu đều cực kỳ căng thẳng. Anh em chia sẻ hết video chưa?
Như vậy là anh Phan Hoàng đang dọn bàn. Trên bàn vẫn còn rất nhiều bóng, trên bàn còn 8 bóng nữa. Thế vì cũng rích rắc, anh Phan Hoàng đang tính đường dọn bàn. Nhà thi đấu nhiều ve sầu quá, nó kêu hơi ầm, anh em thông cảm. Anh Thảo Ma Bư lại điều con 9 về như những ván trước. Ô, như vậy đã có tình huống xảy ra, đằng sau anh Thảo Ma Bư đã bị dột. Vâng, ve sầu đái bị dột rồi, trọng tài bảo đứng cẩn thận không ngã, trơn trượt ngã. Vâng, như vậy là tình huống đã bắt đầu xảy ra. Tình huống nối tiếp tình huống rồi. Trên bàn anh Phan Hoàng thì cũng đã tình huống rồi. Như vậy đội, ôi, quá đẳng cấp. Mặc dù quá khó và anh Phan Thảo vẫn dứt điểm với con số 9. Anh Phan Thảo rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Anh đi cẩn thận để ý nhá, không mẹ dẫm phải chỗ nước mưa rồi trượt ngã thôi, ngã chết đấy. Còn bên bàn anh Phan Hoàng thì anh Phan Hoàng đã điều lỗi rồi. Cái bị dính vào ba, anh Phan Hoàng đang tính đường chạy đạn. Ôi dồi ôi, nhà thi đấu nhiều ve quá, đái ướt cả nền nhà, sợ thật đấy. Thế Hiển đang tính đường chạy đạn mà anh cũng chưa tính được cái đường của mình. Một pha phá bóng quá đẹp mắt của anh Thảo Ma Bư, ra hình luôn, hình đẹp long lanh. Trên bàn anh Thế Hiển vẫn đang tính đường chạy đạn, anh vẫn chưa tính được ra đường chạy đạn, sợ anh thật đấy. Cả hai trận bán kết đều đang cực kỳ căng thẳng. Anh em chia sẻ video cổ vũ cho các cầu thủ đây, cho mọi người, anh em người thân, gọi điện cho người thân, cô dì, chú bác, họ hàng, hàng xóm láng giềng vào xem cổ vũ đây.
Vâng, như vậy là đã có tình huống xảy ra rồi. Trên bàn thi đấu của anh Thảo Mabu thì không bị dột ở bàn nhưng dột ở bên cạnh, dột rất to. Bên trọng tài vừa đang yêu cầu để phủ bạt để cho tiếp tục trận đấu. Vừa rồi thì Thế Hiển đã thực hiện một pha chạy đạn cực kỳ đẹp mắt. Đuôi chặt rồi. Ôi, cái đi đâu. Trời ơi, anh Thảo đã đi tắm rồi. Có vẻ như mấy hôm nay anh hơi bẩn. Anh quyết định đi tắm một phát cho nó mát mẻ, sạch sẽ. Cơ hội cho Duy Thái Nai rồi. Còn 3 bóng thôi. Còn bàn bên này thì Thế Hiển đang phải a băng. Trúng gốc. A phê xoay ạ. Quá đẹp mắt. Nhưng mà trúng cũng như không. Bởi vì như là đặt penalty rồi. Lòi mông rồi. Như vậy là anh Thế Hiển đã chạy đạn lòi mông để lòi cái mông ra để cho anh Phan Hoàng anh ấy chọc gậy rồi, chọc gậy vào rồi. Ok, như vậy là anh Duy Thái Lai đã nâng tỷ số lên 5-3. Duy Thái Lai đã nâng tỷ số lên 5-3 rồi cả nhà nhá. Còn bàn bên này thì anh Phan Hoàng đang có cơ hội để dọn bàn. Nhưng mà Thế Vi cũng rất rích rắc, rất khó chịu. Không biết anh Phan Hoàng sẽ xử lý Thế Bi như thế nào đây. Thế Bi rất rích rắc và khó chịu. Không biết anh Phan Hoàng sẽ xử lý như thế nào. Cực kỳ áp lực và cực kỳ căng thẳng. Anh Duy Thái Lai đang dẫn 5-3. Một pha phá bóng. Ôi giời ơi. Mẹ cái ông này không bao giờ mẹ vợ con cái gì không bao giờ vào bếp. Phá. Ê, thanh niên đàn ông đàn na thì không bao giờ vào bếp, thế thì toi chó. Cơ hội trao lại cho anh Thảo Ma Bư rồi. Trên bàn anh Phan Hoàng, anh đã dọn bàn chỉ còn lại 2 bi thôi, 8 và 9. Vâng, anh Phan Hoàng đã yêu cầu trọng tài nâu bóng cái vì ve đái hơi nhiều, có vẻ là bàn bóng ẩm bẩn thôi.
Tôi đang bình luận cùng một lúc hai trận đấu trên hai kênh khác nhau, anh em nghe nó hơi bị loạn một tí, anh em thông cảm bởi vì tôi cũng sắp loạn binh pháp đến nơi rồi. Sắp loạn binh pháp đến nơi rồi. Rồi, như vậy là trên bàn của anh Phan Hoàng, anh Phan Hoàng đã rút ngắn tỷ số xuống 3-4. 3-4 nha cả nhà. Ồ, hay quá nhờ, anh Duy Thái Lai vừa thực hiện một pha chạy đạn phải nói là cực kỳ chính xác, đùi hữu hữu rồi. Pha này chắc là anh Thảo Ma Vương anh sẽ thực hiện một cú nhảy quắc xê đây. Một pha phá bóng dường như là thiếu bếp của anh Phan Hoàng, thiếu bếp rồi. Trên bàn của anh Thảo Ma Bư và Duy Thái Lai thì Duy Thái Lai đang dẫn 5-3 nhá cả nhà nhá. Ồ. Trên bàn của Thế Hiển thì anh Phan Hoàng đã chết cái cơ hội và tôi đã nhìn trên góc này thì 3993 đã khuôn lỗ 10 với góc nhìn của tôi. Chỉ cần ăn 1 điều 2 ra và ra khuôn 9 lỗ 10. Cơ hội cho Thế Hiển nâng tỷ số lên 5-3. Cơ hội cho Thế Hiển nâng tỷ số lên 5-3 rồi. 3 đã khuôn 9 lỗ 10. Cơ hội cho Thế Hiển rồi. Anh được đặt penalty. Cơ hội cho Thế Hiển rồi. Đẩy hai lên là cái khuôn chặt 3993. 3993 khuôn giữa hộp lỗ 10. Thank you.
Hai trận bán kết cực kỳ căng thẳng. Ồ không, như vậy là Thế Hiển đã gãy ba ra để dọn bàn rồi. Cũng là một ok, vì Thế Bi thoáng, đẹp. Phá thiếu bếp là phá hợp lệ, ai bảo phá thiếu bếp là phá không hợp lệ. Mấy ông này giả người, không biết gì về nhà. Phá thiếu bếp người ta phá nên như thế là đúng luật lệ. Chỉ không được đánh tiếp thôi. Phá bay cái ra ngoài, phá chết cái, đấy bắt đầu mới là gọi là bị lỗi. Anh Thảo Ma Bư đang chuẩn bị rút ngắn tỷ số rồi. Còn anh Thế Hiển dọn man, ăn được 4 rồi. Hay quá. À, ăn được 3 điều được 4 rồi. Quá hay, một pha xử lý rất là tinh tế của anh Thế Hiển. Anh cho cái tỷ 5 mà điều được 4 rồi. Phải nói là một pha điều tốt của anh Thế Hiển. Còn trên bàn của anh Thảo Ma này thì anh dọn bàn còn 3 bi thôi, 7, 8, 9. Anh Thế Hiển đang có cơ hội lớn để nâng tỷ số lên 5-3. Anh Thảo Ma Vui còn 2 bóng, 8 và 9. Quá mềm tay, như vậy Thế Hiển điều được bi 5 rồi. Quá mềm tay. Rồi, con này thì anh Đa Thảo Ma Bư sẽ dứt điểm con 9. Ngu thế nhỉ, để dọc nó ra để cho nó lăn xuống dưới. Như vậy tỷ số được rút ngắn xuống 4-5 ở bên bàn anh Thảo Ma Bư. Nghỉ giải nào 3 phút cho hai cầu thủ đi đái rửa mặt nhá. Anh tạm thời nghỉ giải nào với tỷ số 5-4 nghiêng về Duy Thái Lai. Giải vô địch quốc gia thì nhất được có, đây là anh em nhìn ở trên màn hình như này, các nhà đơn vị tài trợ đấy, sổ số Kiến Thiết miền Bình Phước này, Bia Sài Gòn các kiểu này, tài trợ rồi tập đoàn Ghế Nhựa Song Long tài trợ, giải nhất được có 300 triệu thôi, giải nhì thì cũng được 200 triệu thôi, cũng là gọi động viên cho cả một năm dài mài gậy rồi ăn ngủ bia mất bao tiền.
Như năm ngoái đấy, anh Hoàng Vãi Tè cũng được 300 triệu về liên hoan tưng bừng cả. Liên hoan khắp Vũng Tàu tưng bừng luôn. Đỗ Khắc Mạnh xếu sẽ còn thi đấu vào ngày mai bộ môn 10 bóng các bạn nhé. Ôi rồi tôi vừa cập nhật ở bên tình hình bên kia như thế nào thì quay sang bên này thì anh Thế Hiển anh đã chuyền bóng cho đội bạn rồi. Chán đời thế chứ này. Vâng, vừa rồi đi qua trên khán đài là một bóng hồng. Áo trễ vai phải nói là rất phong cách. Hở lưng bao nhiêu người con mắt ngước nhìn. Quá chính xác, một pha đẩy bẩy phải nói cực kỳ chính xác của anh Phan Hoàng. Còn Thế Vi 9 nữa, anh này có vẻ là một người rất thích rửa bô. Anh luôn liên tục điều ra những pha rửa bô, phải nói rằng là đầy tính nhạy cảm. Quá hay, như vậy anh Phan Hoàng đã san bằng tỷ số 4 đều. Quá căng thẳng, cả nhà cho hai cầu thủ một tràng bão like và bão tim đây. Chia sẻ video này cổ vũ cho các cầu thủ đây. Sướng thế, từ máy nó nóng anh em ạ. Nhưng mà bây giờ ve sầu nó ỉa thế là nó đái. Nó đái thế là cũng mát máy. Mát máy là chạy ngon rồi. Anh em có thấy bị giật, bị lag gì không? Đấy, mát máy phát ngon ngay. Tôi cũng cẩn thận, trước trận bán kết tôi lạp vào một lúc mỗi máy khoảng 10 GB 3G mẹ nó chạy bét cái nhà luôn. Cho anh em xem không giật, xem nó sướng. Bắt đầu tiếp theo thì anh Thế Hiển là người phá bóng. Nghiệp Thành Trần, hello em nhá, xin chào tất cả anh em. Phùng Sơn, Huy Đen sẽ bị loại rồi, bây giờ bán kết rồi, khổ quá. Bùi Văn Tuất, bạn không nhìn thấy ba tên bán kết đây rồi mà. Bây giờ tên Phan Hoàng với tên Thế Hiển rồi thì làm gì còn tên người khác nữa. Như vậy anh Phan Hoàng đã thực hiện một cú bắt đuôi.
Thế Hiển đang tính đường A băng. Hay quá, Thế Hiển đánh trúng bi 2 thôi. Trời ơi, nhưng mà vẫn bị lòi mông rồi. Lòi mông ra là lại bị anh Phan Hoàng anh ấy chọc gậy vào rồi. Rồi trên bàn anh Thảo Ma Bư và Duy Thái Lai bắt đầu quay trở lại. Anh Thảo Ma Bư phá bóng. Anh Duy Thái Lai đang tạm dẫn anh Thảo Ma Bư với tỷ số 5-4. Anh Thảo Ma Bư phá hợp lệ, đủ bếp. Như vậy là sau khi anh Thế Hiển lòi cái mông ra là bị anh Phan Hoàng chọc vào một gậy rồi. Hay quá mình ơi, một pha sút tê chết bi mục tiêu luôn của anh Thế Hiển, nhưng dường như lại bị đuôi bi 3 rồi. Hết cái khổ này đến cái khổ khác. Trên bàn anh Thảo Ma Bư thì đã xảy ra tình huống rồi. Anh Thảo Ma Bư bị đuôi hư hư rồi. Còn bàn anh Phan Hoàng thì anh Thế Hiển vừa sút tê chết bi 2 nhưng lại ra đuôi bi 3. Có thể nói là anh tránh vỏ dưa anh lại gặp ngay cái vỏ dừa thôi. Hay quá. Ô, hoan hô bạo lai anh em ơi. Thế Hiển phải nói A băng chết bi 3 luôn. Quá ai. Thế Hiển A băng chết bi 3 rồi anh em ơi. Quá ai. Sút tê chết bi 2, A băng chết bi 3. Quá hay cho Thế Hiển. Rồi, còn mấy bi này hả? Cơ hội cho Thế Hiển nâng tỷ số lên 5-4. Lê Anh Tuấn giải thưởng vô địch quốc gia chỉ được có 300 triệu thôi. Cả một năm rồi cố gắng phấn đấu tập luyện, thi đấu căng mình ra cả tuần rồi. Nóng bức và vất vả nhất nhất 300 triệu, nhì 200 triệu và giải 3 khuyến khích thì cũng được 100 triệu. Thế Hiển đã điều bi chỉ còn có 4 bi thôi. Thế bi này thì quá ngon rồi, tôi nghĩ là không còn tình huống gì nữa rồi. Rồi, còn hai bóng nữa thôi, cơ hội cho Thế Hiển dẫn lên 5-4.
Ok, chào Hiển Béo nhá, chào tất cả anh em. À mà hôm qua ông nào ông bảo hứa làm thẻ cho mình nhỉ, mà hôm nay mất hút chứ đâu. Một pha A băng rất mềm mại của anh Thế Hiển ra lắp đít bi 9 rồi. 5-4 cho Thế Hiển. Nha cả nhà ơi. Xong nghỉ giải lao 5 phút, trong thời gian chờ đợi chúng ta cùng xem một vài hình ảnh của bàn thi đấu bên anh Thảo Ma Bư và Duy Thái Lai nhá. Trên bàn của Duy Thái Lai và Thảo Ma Bư thì Duy Thái Lai đang tạm dẫn 5-4. Thế Hiển đang tạm dẫn anh Phong Phan Hoàng 5-4. Nghỉ giải lao 3 phút trong thời gian chờ đợi. Anh em hãy cùng theo dõi trận bán kết 2, tỷ số cũng đang là 5-4 giữa Thái Duy gặp anh Thảo Ma Bư. Hai trận đấu cực kỳ cân bằng. Gì đấy em yêu Quốc Anh? À, mẹ hợp công chúa. Hay quá nhở. Bùi Văn Tuất xong bán kết là đánh chung kết luôn. Không cần phải theo giờ. Cứ xong bán kết là vào việc luôn, vào chung kết luôn. Phi Doãn, đây là tôi đang phát tạm lên để cho anh em nó xem nên lấy đâu cho tỷ số. Tỷ số đang trên đang là 5-4, không nhìn thấy bảng điện tử ở trên bàn, cái chỗ bàn ngồi của cơ thủ kìa. Ok nha Quốc Anh nhá. Đang nghỉ giải lao 35 phút cho hai cơ thủ đi đái rửa mặt. Anh Thế Hiển của Hà Nội đang tạm dẫn anh Phan Hoàng với tỷ số 5-4. Trong thời gian chờ đợi tôi cho các anh em xem một vài hình ảnh của bên bán trận bán kết 2. Anh Duy Thái Lai đã nâng tỷ số lên 6-4. Duy Thái Lai nâng tỷ số lên 6-4 nha cả nhà. Sướng quá anh em ạ, máy nó đang nóng chuẩn bị quá tải thì được mấy con ve nó đái vào máy thế là nó lại mát. Anh em lại xem cho nó luột hình ảnh, nó được luột là ngon quá.
Nguyễn Đức Hoàng chạm 9 nhá. Ai chạm 9 trước người ấy thắng. Trên bàn của anh Duy Thái Lai, anh Duy Thái Lai đã nâng tỷ số lên 6-4. Anh em xem, đang xem trên cả hai kênh của hai trận bán kết, xem chất lượng âm thanh hình ảnh ok chưa? May quá, có mấy con ve sầu nó đái mát máy, quá tuyệt vời. Chào Hoàng Linh nhá, chào tất cả anh em. Chào Đông Con nhá, ok em. Giữa con vô địch quốc gia trò cười của ông. À, triệu. Mẹ, 3 triệu mẹ. Mẹ, mày biết một ngày tao dùng mất bao tiền 3G? Độc 3G không biết 500. Mẹ, 10 ngày mất mẹ 5 triệu tiền 3G. Đây trong khi các cơ thủ 15 giờ mẹ mày độc tiền lơ. Độc tiền lơ không đã mất mẹ chục triệu. Nói chưa nói tiền mẹ khăn lau mặt rồi phấn rôm bao gậy gậy các kiểu tập luyện vất vả rồi ăn uống nghỉ ngơi. Đi xa xôi mẹ hàng nghìn km. Nhất 300 triệu chưa đủ. Nhất 3 triệu. Đây là giải vô địch quốc gia. Ông nhìn trên màn hình chưa? Tập đoàn sổ số kiến thiết. Rồi bia Sài Gòn các thể loại tài trợ kia. Nhất 300 triệu thì thôi. Cũng gọi là cái động viên. Hỗ trợ các cơ thủ tập luyện thi đấu. Như là lo cho gia đình. Thắng Hồng Ngô, anh Hoàng Sún đang bị dẫn, đang bị Thế Hiển dẫn 5-4. Thế Hiển dẫn anh Hoàng Sún 5-4, hai cầu thủ đang nghỉ giải lao 3 phút. Chết rồi, trục chặt rồi. Đã. Chết rồi, được cái này thì hỏng cái chai rồi, hỏng sạc pin rồi. Đã có vẻ như cái mấy cái sạc pin này tôi toàn đổ nước vào điện thoại nó cũng bị chập. Dương Tâm, tôi chỉ dùng điện thoại với cả một cái cam Logitech thôi. Như vậy anh Thảo Ma Vư đang có cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống 5-6. Là chúng ta cùng quay trở lại. Chúng ta cùng quay trở lại bàn thi đấu của anh Phan Hoàng và Thế Hiển, hai cầu thủ đang giải lao 3 phút. Còn anh Thảo Ma Bư đang có cơ hội lớn để rút ngắn tỷ số, còn 2 bóng nữa thôi, 8 và 9.
Rồi, như vậy là anh Thảo Ma Bư đã rút ngắn tỷ số xuống 5-6. Anh gì ơi, mời em khóa cái. Nguyễn Mạnh Cường, anh Thảo Ma Bư dứt điểm ok rồi, 5-6 rồi. Bán tiếp theo thì anh Phan Bóng, Phan Hoàng là người phá bóng. Mình để bảo anh Phan Bóng là người phá phá hoáng. Bình luận hai kênh thành ra nhiều lúc là nó cũng bị loạn binh pháp. Ồ, như vậy là phá hợp lệ. Đủ bếp. Tôi buồn đái lắm rồi mà không dám đi, sợ nó sập mạng, không ai ở đây thì anh em lại xem tát đào, cũng ngồi nhịn. Năm bốn có luôn, 5-4 ok nhá, cả rừng đùa. Mẹ thì vừa thấy mình uống chai La Vi xong lại bảo đái vào đây. Mẹ, quái thật. Gà rừng này quê ở đâu ấy? Trên bàn anh Phương Thảo thì anh Phương Thảo đang có cơ hội lớn để san bằng tỷ số, thế bi thoáng. Cả nhà chia sẻ video đi, mà tôi thấy ít chia sẻ thế nhở, anh em bấm nút chia sẻ ấy, ủng hộ các cầu thủ. Đây cái nút chia sẻ ngay trên màn hình, ấn nút chia sẻ tất cả các hội nhóm người cùng xem cổ vũ giải vô địch quốc gia. Như vậy là anh Phan Hoàng cũng đang có cơ hội để săn bằng tỷ số, hai anh già đang có cơ hội để săn bằng tỷ số. Như
vậy là anh Thảo Ma Bư đã bị chết cái rồi. Thế Hiển đang dẫn 5-4 và cả nhà ơi, cả hai anh già đều bị lỗi. Anh Thảo Ma Bư thì chết cái, còn anh Phan Hoàng thì điều ra đuôi. Như vậy cả hai anh già đều bị lỗi anh em ạ. Như vậy là tình huống đang ủng hộ cho hai cầu thủ trẻ, anh Duy Thái Lai cũng như anh Hiển Tiger. Cả hai bàn đều, cái thế trận đang đều ủng hộ hai cầu thủ trẻ. Cả hai cầu thủ trẻ đều đang dẫn và đều có tình huống khi hai cầu thủ già bị lỗi. Thư Tuấn, Tuấn Linh Bình. Xong bán kết là đánh chung kết luôn, không nghỉ. Liệu là có một trận chung kết giữa hai cầu thủ trẻ không? Anh Duy Thái Lai cũng như anh Hiển Tiger. Vì tôi thấy từ đầu đến giờ cái thế trận đều xuôi về phía trẻ. Hai anh già đều lỗi. Dô, anh Phan Hoàng vừa ăn rùa bi số 6. Anh Quốc C và cân 6 ăn rùa thôi. Như vậy là anh, nhưng mà còn bi 7 thì rất là khó, bi 7 bị dính vào bi cái rồi. Tình huống lại xảy ra rồi. Còn trên bàn của anh Duy Thái Lai cũng còn 3 bóng, 7, 8, 9. Có thể thấy rằng ấy, hai trận bán kết trong ngày hôm nay quá hấp dẫn. Cả hai trận bán kết đều rất hấp dẫn anh em ạ. Anh Thảo Ma Bư đang bị dẫn 6-5. Ôi trời ơi, anh Duy Thái Lai chạy đạn rồi. Một pha chạy đạn chiến thuật của anh Duy Thái Lai. Một pha chạy đạn chiến thuật của anh Duy Thái Lai. Tình huống lại nối tiếp tình huống. Còn trên bàn của anh Phan Hoàng, anh Phan Hoàng cũng quyết định thực hiện cú chạy đạn rồi, bởi vì cái đã dính vào 7, không thể ăn được 7. Một pha chạy đạn dường như là yếu sinh lý của anh Phan Hoàng vẫn lòi mông em 7. Con này mà chạy đạn tốt, có thể anh Thế Hiển sẽ nhét cái vào đít 8. Là đuôi hứ hứ. Khả năng lớn anh Thế Hiển sẽ nhất cái vào đít 8 là đuôi hứ hứ luôn. Ồ, như vậy là anh Thảo Ma Bư A Băng và con 7 đã ra vị trí khó. Như vậy cả hai bàn đều cực kỳ căng thẳng và giằng co. Anh Thế Hiển chính xác là đã cho cái vào đít 8 rồi. Đuôi thôi. Một pha chạy đạn sinh viên của anh Duy Thái Lai quá tuyệt vời, đuôi luôn rồi. Một pha chạy đạn phải nói quá hay của anh Duy Thái Lai. Hai trận bán kết đều hấp dẫn quá anh em ạ. Quá tuyệt vời. Chúng ta cùng chờ xem. Ui trời ơi, vẫn đường riêng. Vẫn đường riêng anh em ạ. Trời ơi, vậy là vẫn đường riêng. Tôi cứ tưởng hết đường của anh Phan Hoàng đã xử lý được bi số 7. Ô kìa, bên này anh Ma Bư cũng ăn được bi 7. Hai bên y như nhau. Trời ơi, trận đấu thật hấp dẫn thế nhở. Trời ơi, trận đấu này
Chưa thấy trận hai trận bán kết nào lại hay như thế này. Hay thật, nhiều tình huống thật. Hả? Ok, mình xin. Anh Hiếu Nhãn Nồng ủng hộ 5 lít. Ok, cảm ơn Hiếu Nhãn Nồng nhá. Ồ, như vậy là anh Phan Hoàng đã truyền bóng cho đội bạn rồi. Quá nguy hiểm. Như vậy là anh Phan Hoàng không hiểu kiểu gì lại trượt 9. Anh Phan Hoàng đã nâng tỷ số cho Thế Hiển lên 6-4. Không hiểu kiểu gì luôn. Bên này thì anh Cầm Hộ Thảo Ma Vư lại trượt 8. Ôi trời ơi, cả hai trận bán kết kịch bản y như nhau. Bên già liên tục truyền bóng cho bên trẻ. Dự là sẽ có một trận chung kết của bên trẻ, anh Duy Thái Nai cũng như anh Hiển Tiger. Nói hai trận bán kết không thể tin nổi luôn. Nó quá tuyệt vời luôn. Bên già liên tục truyền bóng cho bên trẻ. Rồi, như vậy anh Duy Thái Nai đã điều được 9 rồi. Anh Duy Thái Nai nâng tỷ số lên 7-5. Còn anh Hiển Tiger nâng tỷ số lên 6-4. Duy Thái Lai dẫn Thảo Ma Bư 7-5. Còn bên kia Hiển Tiger dẫn Phan Hoàng 6-4. Hay quá. Thật không thể tin nổi. Hai anh già bảo nhau chuyền bóng cho hai anh trẻ. Nói một trận, hai trận bán kết đầy cảm xúc. Quan ông không có giờ mà cứ xong bán kết là phang luôn. Xong bán kết là phang chung kết luôn, không có nghỉ. Nguyễn Trung Dũng cũng như tất cả anh em phải hiểu trận bán kết vô địch quốc gia vào chung kết 300 triệu đang nơ lửng trên đầu rồi, còn danh dự rồi, còn bao nhiêu niềm vinh hạnh. Áp lực tâm lý lắm, có phải cầm gậy đâu. Các cơ thủ bây giờ toàn cầm xà beng, toàn múa xà beng không. Rồi anh Duy Thái Lai, tôi biết tính anh này mà. Anh này không bao giờ vào bếp. Anh này không biết vợ con thì chưa, không biết vợ con thì chưa mà không bao giờ chịu vào bếp. Còn bên bàn anh Thế, anh Hiển Tiger cũng đang có cơ hội để dọn bàn rồi. Quá chính xác rồi, Thế bị thoáng còn 6 bi thôi. Cơ hội cho anh Hiển Tiger dọn bàn. Ngày hôm nay thì tôi có thể phán đoán rằng là các anh già cứ dọn bàn xong là lại chuyền bóng cho bên trẻ. Dự là sẽ có một trận chung kết giữa hai thanh niên trẻ với nhau. Hai bên, hai trận bán kết 1 và bán kết 2 kịch bản y xì đúc như nhau. Hai anh già liên tục chuyền bóng cho bên trẻ.
Đùa. Các ông tôi buồn đái lắm rồi, chéo lắm đi. Úi trời ơi, trận hai trận bán kết ạ. Hấp dẫn thật. Rồi, đấy tôi biết ngay mà này. Bên anh Phương Thảo, vâng, đúng như kịch bản tôi đã nói trước. Vâng, anh bây giờ anh ấy lại bắt đuôi chính mình và anh lại chuyền bóng cho đội trẻ rồi. Có nghĩa là cái kịch bản nó y xì đúc như nhau, nó không có gì khác nhau cả. Ồ, tí nữa thì anh Phan Hoàng anh ấy chuyền bóng cho bên trẻ. Tuấn Thái Nguyên. Bên anh Phan Hoàng còn hai bóng, không biết là anh Phan Hoàng chuyền bóng vào con 8 hay con 9 đây. À rồi, anh ăn được con 8 rồi. Khả năng là anh chuyền bóng vào con 9. Hay quá, hai trận bán kết phải nói cực kỳ hấp dẫn. À không, phát này anh Phan Hoàng quyết định gỡ một bàn rồi. Anh rút ngắn tỷ số 5-6. Quá hấp dẫn, nói cái trận chung kết nó quá tuyệt vời. À cái bán trận kết nó quá tuyệt vời. Rồi, anh Duy Thái Lai đang có cơ hội để nâng cao tỷ số rồi. Vâng, anh Châu mở má và anh Châu đúng như một cái bồ luôn. Con này phải điều 7. Đúng rồi, cứ đánh vào đấy, được cãi hàng không loài sau kia bắt đuổi cũng được. Vinh Cát đang đánh bán kết đã xong đéo đâu mà ai vào chung kết. Anh Hoàng phá chết 2 bi và đủ bếp. Hay quá nhỉ, Vinh Cát. Vinh Cát sang năm đi thi giải quốc gia nhá, cầm cúp về chơi. Trên bàn anh Phan Hoàng đang bị dẫn 5-6, còn anh Thảo Ma Bư đang bị dẫn 5-7. Hay quá nhở, anh Phan Hoàng đang dọn bàn nhưng mà với cái tình huống của ngày thi đấu ngày hôm nay thì tôi cũng chưa biết được là các anh già khi nào các anh già chuyền bóng. Các anh già này liên tục chuyền bóng cho bên trẻ.
Ôi trời ơi, anh Thái Lai, anh bây giờ anh lại chuyển bóng lại cho bên già rồi. Không biết gió có xoay chiều hay không đây. Tôi nói thật với anh em chứ bây giờ không thể nhịn được nữa rồi. Tôi phải đi đi xả ra chứ không vỡ ra đây thì vỡ mồm luôn. Sao lại dừng à, quên sao không cho đánh nốt thì cũng dừng. Mẹ cũng quặn đầu đất còn cứt. Còn ba vi cho đánh mẹ xong đi. Đâu đi? Thank you.
Thank you.
Alo, alo, alo. 8 năm cho Duy Thái Lai rồi nhá. Qua bản Ninh, trời ơi, trên bàn anh Phan Hoàng đẩy chết bi 8 lỗ 10. Còn một bi số 9. Nếu anh ăn hay anh ghi bàn đấy, hay anh chuyền bóng cho đối thủ đấy. Rồi, tỷ số được cân bằng 6 đều cho anh Phan Hoàng. Phá hợp lệ của anh Thảo Ma Bư ra 1 lỗ 10. Tỷ số bên anh Phan Hoàng là 6 đều. Ồ, bên Thế Hiển phá thì Thế Hiển phá bị đuôi một rồi. Hoàn tàu, chung kết đánh luôn.
như nào em muốn mua cái gì? Mua mọi cái gì? Rồi. Anh chỉ có một tác phẩm 2 triệu 1 bản. Thì có sẵn mà, đi chuyển tiền rồi chuyển ngân hàng thôi. Chắc chắn là phải chuyển tiền trước rồi. Ok. Đúng rồi, có đấy. Ok.
37 ngõ 317 Tây Sơn. Ngõ 317 Tây Sơn.